Hôm nay chúng ta bước vào một bài tập giúp mình có thể phòng chống đau đầu tiền đình và đau cổ vai gáy. Rồi từ đây mình đưa hai tay xuống mông, bén hai thịt ngồi sang hai bên. Nhẹ nhàng thả lỏng hai tay đặt trên gối, thả mềm đôi vai. Từ từ khép đôi mắt lại. Hơi đẩy thân trên ra phía sau để các đốt sống lưng thẳng hàng. Hạ mềm vùng hông để cảm nhận hai xương ụ ngồi đang bám chắc trên thảm. Thả lỏng hơn nữa vùng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Khi cảm nhận sự thả lỏng này, từ từ đưa ý thức về hơi thở, từ hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thả mềm các cơ, thả lỏng. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, từ từ thả lỏng, thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Quan sát sự vươn dài trong sự thả lỏng. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Quan sát sự thả mềm hơn nữa. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thật chậm, kéo rốn về phía cột sống. Từ từ hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít thật sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần ba, hít thật sâu, căng phình bụng lên nào. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Một lần nữa, hít thật sâu, căng phình lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Từ từ hít thở điều hòa. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào ra qua mũi. Cảm nhận ở hơi hít vào, có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Ở hơi thở ra, cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, quan sát hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Cảm nhận sau mỗi nhịp thở, bạn thả mềm hơn nữa toàn bộ vùng cổ, gáy, vai, hông, lưng.
Sau một vài hơi thở, từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Tập trung đưa ý thức vào buổi học để buổi học được sẵn sàng. Mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên nào, phát ý vào bàn tay. Xoa thật nóng lên, rất tốt. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa. Đúng rồi, hai tay đưa áp vào vùng mắt. Dày nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt. Tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Hai tay đưa sang ngang, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài có thể nâng lên. Mềm vai, thở ra khép cằm lại, chìm sâu hai vai. Quan sát gáy cổ được kéo giãn. Lần hai, hít vào thật sâu, vươn dài có thể lên nào, rất tốt. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm, nhả mềm hai vai, thả lỏng cánh tay. Lần ba, hít thật sâu, vươn dài trong sự thả lỏng. Từ từ thở ra thật chậm, nhả cơ, thở hết ra. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào hai tay đan vào nhau. Thở ra lật ngửa bàn tay, đưa sang bên phải. Hít sâu trở về giữa. Thở ra đưa sang bên trái. Hít sâu trở về giữa. Thở ra đưa tay qua phải, đẩy cong lưng ra phía sau. Hít sâu trở về giữa. Thở ra qua trái, cong lưng phía sau. Cuộn xương cụt về rốn, mềm vai. Hít vào trở về giữa. Thở ra, cho lòng bàn tay hướng về ngực. Đẩy hai tay lên, kéo cổ trọ khép sát. Quan sát hai bả vai. Quan sát mềm trỏ của bạn hướng xuống thảm. Nhẹ nhàng xoay cánh tay, hít vào đan hai tay lật ngửa hướng lên bầu trời. Từ từ thở ra nghiêng người qua bên phải. Hít sâu trở về giữa. Thở ra nghiêng người qua bên trái, đổi bên. Hít vào trở về giữa. Mềm hai bả vai và hai trỏ. Thở ra xoay vai từ phải sang trái 5 vòng. 1 2 3 4 5 và xoay ngược lại 5 vòng. 5 4 3 2 1 rồi từ từ tách hai tay, hít vào đưa hai tay ra phía sau lưng, đan tay, thở ra cuộn một vòng vai, đẩy căng cánh tay, chìm sâu hai vai xuống. Thở hết ra, duỗi thân, gập sâu thân người hướng xuống thảm, chếch một góc 45 độ, cuộn xương cụt xuống thảm, chìm sâu hai vai. Nhẹ nhàng hít vào, nắm chắc bàn tay, nâng thân người trở lại. Tách hai tay, hạ xuống phía sau mông. Thở ra, đẩy căng vai ngực, nâng hông. Kéo xương mu về phía xương ức, giãn vai ngực và toàn bộ mặt trước thân người. Hít thật sâu, hạ mông trở về thảm. Thở ra hạ hai tay về phía trước, duỗi dài hai cánh tay, duỗi dài cột sống, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Duỗi dài hơn nữa, đẩy hông ra sau, giữ ngực về phía trước. Quan sát sự giãn duỗi của các đốt sống vùng lưng, vùng cổ. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5 4 3 2 một thật chậm, hít vào thu thân người, nâng hai tay, chống.
thở ra, đưa hai tay ra phía sau mông, tiếp tục xoé căng trải đều lòng bàn tay, khép cùi chỏ ôm vào đường giữa, hít sâu đẩy căng lồng ngực lên, thở ra nâng hông duỗi hông, kéo sưng mù về phía xương ức, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào hạ mông trở về, thở ra tiến dài hai tay về phía trước, duỗi hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, hạ mềm trán mũi xuống thảm, chìm sâu hai vai, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm hít vào, thu hai tay và nâng thân người trở lại, thở ra hai tay đưa ra phía sau mông, khép cùi chỏ ôm vào giữa, đẩy căng lồng ngực, duỗi dài thân, hít sâu đẩy vai ra sau, duỗi ngực, thở ra nâng hông, kéo sưng mù hướng về phía xương ức, kéo đáy chậu lên, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào hạ mông trở về thảm, thở ra duỗi gối, tách hai chân sang hai mép thảm, dựng cổ chân của bạn lên, hai tay đưa sang hai bên, hít thật sâu, rũ, thở ra tha lỏng, cứ hít, thở, hít, thở, hít vào, thở ra, rồi từ từ tha lỏng, đếm theo nhịp, hít sâu duỗi mũi chân, thở ra đạp càng gót, nâng gót, hít 2, và thở ra, hít 3, và thở nào, hít 4, và thở ra, hít 5, và thở nào, hạ gót xuống, chúng ta gập các ngón chân, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, và xoay cổ chân từ phải sang trái, 1, 2, 3, 4, 5, xoay ngược lại, 5, 4, 3, tốt, 2, 1, dựng cổ chân, hít vào từ từ đẩy thẳng thân người, vươn cánh tay, nâng lên, mềm hai vai, thở ra từ từ đổ thân người về phía trước, hai tay đặt lên bắp chân, thở hết ra mềm sâu trỏ, khép cằm thu về cổ, duỗi ngực về phía trước, hơi duỗi vùng hông và lưng. Rồi thật chậm, hít vào xoay cằm đưa qua bên trái, mắt liếc nhìn ra phía sau, hết biên độ. Thở ra xoay cằm qua bên phải, tiếp tục đưa mắt nhìn ra phía sau. Quan sát hai dải lưng trái phải giãn ra. Hít thật sâu sang bên trái, quan sát các cơ vùng chéo cổ, cằm, gáy. Thở ra xoay qua bên phải, mắt liếc nhìn sâu ra phía sau. Hít thật sâu sang trái, cảm nhận sự di chuyển của các đốt sống và các cơ xung quanh cổ. Từ từ thở ra, xoay cằm qua bên phải. Rồi từ đây, hít vào, xoay cằm về giữa, duỗi ngực, mắt nhìn thẳng. Thở ra trượt dài, hai tay về phía bàn chân, tiến hai tay hướng qua bàn chân. Áp lòng bàn tay xuống nếu có thể. Thở hết ra, chúng ta duỗi căng ngực, mềm vai, khép cằm lại. Quan sát sự căng giãn toàn bộ mặt sau thân người, mềm hơn nữa đôi vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, thả lỏng vai, thả lỏng hai bên chéo cổ, 4, 3, 2, 1, mềm trỏ trái, hít vào từ từ lướt tay phải, nâng lên, xoay cằm mắt nhìn theo tay phải, thở ra mềm sâu trỏ trái, vươn dài cánh tay phải, áp tay. Quan sát toàn bộ eo lườn phải, hông lưng bên phải được kéo giãn. Xoay vai phải, hít vào vươn tay phải, nâng lên duỗi căng tay trái. Mềm trỏ trái, thở ra vươn dài tay phải, áp tay. Xoay vai phải, hít thật sâu, vươn cánh tay, nâng lên. Thở ra vươn dài cánh tay phải, áp tay. Đẩy vai ngược phải lên nào, hông đẩy ra phía sau. Một lần nữa xoay vai, hít vào, nâng cánh tay, mắt nhìn theo. Thở ra mềm trỏ, vươn dài cánh tay phải, áp tay. Rồi xoay cằm mắt hướng nhìn xuống gối trái. Tay phải vẫn ở trên, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2,
Một xoay vai phải, hít vào, nâng hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Thở ra, tiếp tục đặt hai tay xuống hai bắp chân, duỗi dài hai tay, mềm hai trỏ, đạp gót chân, khép cằm, mắt nhìn hướng xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng tiến hai tay về phía trước, mũi chân, rồi từ từ luồn qua bàn chân, duỗi thẳng cánh tay nếu có thể. Ai thấy căng gối thì co gối nhẹ lên. Rồi còn nếu không thì chúng ta thu chân về một chút xíu, duỗi ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau. Hít thật sâu, từ từ xoay vai trái, xoay cằm, mắt nhìn theo tay. Mềm trỏ phải, thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay. Quan sát sự căng giãn eo lườn trái, hông lưng đẩy ra phía sau. Xoay vai trái, hít hai, vươn cánh tay, nâng lên duỗi cánh tay phải nào. Thở ra mềm trỏ phải, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Hít ba, xoay vai trái, vươn cao lên, duỗi thẳng cánh tay phải. Từ từ mềm trỏ phải, thở ra vươn dài tay trái, áp tay. Một lần nữa hít sâu, xoay vai trái, vươn cánh tay trái, duỗi cẳng tay phải, vươn cao lên. Mềm trỏ phải, thở ra vươn dài tay trái, áp tay. Đẩy ngực lên nào, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai trái, hít vào từ từ vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Thở ra bạn đưa hai tay ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Quận một vòng vai, hít sâu đẩy cánh tay ra xa cột sống. Đưa ý về hai đầu vai, thở ra mềm sâu đầu vai, duỗi căng cánh tay, quận nhẹ xương cột hướng xuống thảm. Hít thở đều, hơi khép cằm lại, quan sát gáy cổ và vai được kéo giãn. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, đưa hai tay sang hai hông, co hai gối của bạn lại. Hít sâu, duỗi căng lồng ngực lên nào. Nhấn xương bụng ngồi xuống thảm, thở ra đổ gối qua bên trái, xoay cằm qua bên phải, đẩy căng lồng ngực, quận xương cụt xuống thảm. Thật chậm, hít vào trở về giữa, thở ra đổi bên, đẩy căng lồng ngực trái lên, quận xương cụt hướng xuống thảm. Từ từ hít vào trở về giữa, thở ra tiếp tục đổi bên, đẩy căng lồng ngực phải, quận xương cụt xuống thảm. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, trở về. Một lần nữa, thở ra, đổi bên, đẩy căng lồng ngực trái, quận xương cụt hướng xuống thảm, duỗi ngực, mềm vai. Giữ, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, đưa thân người trở về. Thở ra, chúng ta thu hai chân ra phía sau, trở về trong tư thế cái bản. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Xòe căng các ngón tay ra, trải rộng lòng bàn tay bám xuống thảm. Duỗi mềm hai mũi chân ra nào. Rồi nâng cổ lên chén, đúng rồi, hơi khép cằm lại. Nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông. Quan sát các đốt sống vùng lưng được kéo dài và giãn. Đưa ý thức về vùng xương cụt. Hít thật sâu, quận xương cụt lên, chỗng nhẹ thắt lưng, rút rốn, mềm vai, duỗi ngực, ghì vai, xa tai. Thở ra thật chậm, quận đỉnh mông xuống thảm, quận tròn các đốt sống đẩy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào trong. Lần hai, hít thật sâu, quan sát sự chuyển động của các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, quận tròn lưng. Rồi đẩy u lên, đúng rồi, kéo đáy chậu lên. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm, khép cằm lại, cong u lưng, thả lỏng đỉnh đầu, đưa máu huyết về não. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra. Từ đây, hít vào đưa lưng trở về giữa. Thở ra từ từ duỗi gối chân phải ra phía sau. Chống ức bàn chân trái,
trở về trong tư thế về ngược, chống hẳn ức bàn chân không chị? Đạp cái gót chân hướng lên trên đi nhỉ, nâng cổ lên, nâng cổ lên, đúng rồi. Nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai, bạn nhấc gối trái lên. Thở ra, bạn đẩy mông hướng lên bầu trời. Quận nhẹ xương cụt hướng lên bầu trời. Hít thật sâu bằng mũi. Thở ra, chúng ta hạ gối trái xuống thảm. Hít hai. Thở ra, nâng lên. Đẩy mông hướng lên bầu trời. Hít vào tại đây. Thở ra, hạ gối trái trở về thảm. Thở hết ra, chúng ta nhẹ nhàng thu chân phải trở về. Kéo mông về phía gót chân, quận xương cụt hướng xuống thảm. Nhả mềm đôi vai, thả lỏng hai cánh tay. Hai tay đan vào nhau, xoay cổ tay. Rất tốt. Và xoay ngược lại. Từ đây, tiếp tục tách hai tay. Hít vào đẩy thân người về phía trước. Vai trên cổ tay. Thở ra duỗi gối chân trái, chống ức bàn chân trái xuống, úp hông trái, nâng cổ thẳng hàng với đốt sống lưng. Nhẹ nhàng chống ức bàn chân phải, hít thật sâu. Thở ra, nâng gối phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược, ba chân. Đưa rốn về gần đùi, quận xương cụt, chú ý nhả vai và hai cánh tay duỗi thẳng, tay song song với hai cánh tay. Hít vào một hơi tại đây. Thở ra, hạ gối phải, trở về thảm. Tiếp tục hít vào, chuẩn bị. Thở ra, nâng gối, đẩy hông hướng lên bầu trời. Quan sát quận xương cụt, quan sát máu huyết được đưa về não. Hồi thật chậm, hít sâu. Thở ra, hạ gối phải, trở về thảm. Thở hết ra, thu chân trái trở về, duỗi mềm hai mũi chân, kéo mông về gót chân, duỗi dài hai cánh tay, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Rồi từ đây, hai tay đan vào nhau, xoay cổ tay. Và xoay ngược lại. Rồi tách hai tay, đưa hai tay về gần gối. Cổ tay cách gối từ 5 đến 10cm, hạ mềm cùi trò xuống thảm, xòe rộng các ngón tay ra. Chú ý cổ tay cách gối từ 5 đến 10cm, chị Hương tiến cái bàn tay lên tí nữa. Đúng rồi. Rồi khép cằm lại, duỗi thẳng hông và lưng. Từ đây, hít thật sâu, lăn từ trán lên đỉnh đầu, giữ lại tại điểm thóp, chú ý không vượt quá đỉnh đầu. Lăn lên nào. Giữ nguyên ở trên đi, lăn giữ nguyên ở trên. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, vẫn rất tốt. 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra, đưa mông về gót chân, duỗi dài hông lưng, hạ mềm, cùi trỏ tay xuống thảm. Chiến ngồi dậy nhìn đã nha. Em chỉ nhìn cô xong em bắt đầu em lướt mắt nhìn mọi người nha. Cổ tay ở đây này. Này ở đây này, không tòe ở đây này nha. Khép này. Không? Chuẩn bị. Hít thật sâu, lăn từ trán lên đỉnh đầu, giữ lại tại điểm thóp. Đây là thóp này. Nữa là quá đỉnh đầu này. Mình sẽ giữ ở đây. Của em bạn ấy là đến đây. Đây thì nó không hẳn. Đến thóc đây thì bắt đầu nó có một cái độ cân, máu nó đưa về não. Nó khép cùi trỏ này. Như này, không vào quá này, không rời ra này. Hít thở đều và giữ. 5 4 3 2 1. Từ từ thở ra, đưa mông về gót chân. Tay không di chuyển. Đó, hạ mềm xuống. Đó, Chiến nhìn rõ. Rồi, đó, khi em lên như thế nhá. Lần 3, hít thật sâu, lăn từ trán lên đỉnh đầu, giữ lại tại điểm thấp. Đúng rồi, rất tốt, khép củi trỏ ôm vào đường giữa. Đưa ý và khí
về đỉnh đầu, nhẹ nhàng hít thật sâu, thấy căng căng ở đỉnh, quan sát khí đưa về não. Từ từ thở ra thật chậm đưa mông trở về gót chân, duỗi mềm hông, lưng, vai. Chìm sâu xuống. Một lần nữa, hít thật sâu, lăn từ trán lên đỉnh đầu, giữ lại tại điểm thấp. Hít thở đều bạn giữ ở đây, mềm vai, hông, lưng. Quan sát vùng thóc, tiếp tục đưa ý và khí về đỉnh đầu. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Quan sát khí đưa về chóp và đỉnh đầu, cảm nhận căng khí. Từ từ thở ra thật chậm, đưa mông về gót chân, duỗi dài hông, lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Từ đây, nhẹ nhàng xòe căng bàn tay, hít vào từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra tiến dài hai tay về phía trước, tách nhẹ hai gối. Hai ngón chân cái chạm nhẹ hạ mông xuống chiến. Rồi, mềm hai trỏ, không hạ thảm đâu, mềm thôi. Hít sâu lướt tay trái sang ngang. Thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, hạ mềm tay trái xuống thảm. Di chuyển tay phải, vượt qua đầu, đi bộ các ngón tay, rồi đi sang bên trái. Rồi hạ mềm vai xuống, quận xương cụt hướng xuống thảm, quan sát cơ chéo cổ, cảm nhận sự căng giãn hông, lưng, vai. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, quận mềm mông xuống. Hai nhịp thở nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào tu tay phải về trước mặt. Thở ra đưa tay phải ra phía sau lưng bên eo lườn trái. Mềm sâu trỏ phải và đầu vai phải. Duỗi nhẹ cái hông ra phía sau. Quan sát sự giãn duỗi toàn bộ vùng lưng, vùng hông, vùng vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Chống tay phải về trước mặt. Hít vào bạn nâng vai trái lên. Thu tay trái trở về. Duỗi hai cánh tay về phía trước. Mềm hai trỏ. Lướt tay phải sang ngang ở hơi hít vào. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, hạ mềm vai phải xuống thảm, duỗi dài hông ra phía sau, di chuyển 5 đầu ngón tay trái dài về phía trước, rồi đưa qua bên phải. Thả mềm hơn nữa đùi vai, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng hông, lưng và chéo cổ. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào thu tay trái trở về trước mặt. Thở ra nhấc tay trái đưa qua eo lườn phải. Mềm trỏ trái, mềm vai trái xuống. Quan sát toàn bộ vùng hông, lưng và eo lườn cùng vùng vai được căng giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào thu tay trái, hạ về trước mặt. Nhấn lực về tay trái, thở ra nâng vai phải, thu tay phải trở về. Từ đây, di chuyển hai tay về phía trước. Thật chậm, trải dài lòng bàn tay, hít sâu đẩy thân người về phía trước. Thở ra chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Trải dài lòng bàn chân, rồi trùng nhẹ gối. Đưa mông, quận hướng lên bầu trời. Từ đây, hít thật sâu, bạn kiễng gót chân lên.
thở ra trùng gối, đưa rốn về gần đùi, quận xương cụt lên. Thả lỏng cổ, nhẹ nhàng xoay cằm qua trái, qua phải, qua trái, qua phải. Kết hợp với bàn chân, hít vào qua trái, hạ gót trái. Thở ra qua phải, hạ gót phải, quận xương cụt đi. Hít vào qua trái, hạ gót trái. Thở xoay cằm qua phải, hạ gót phải. Hai lần nữa hít sang trái, hạ trái. Thở sang phải, hạ phải. Một lần nữa hít sâu sang trái, hạ gót trái. Từ từ thở ra qua phải, hạ gót phải. Từ đây, hít thật sâu bạn lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái. Chống mười đầu ngón tay, hạ mềm gối phải trở về thảm, duỗi mềm mũi chân phải, chìm sâu khớp háng phải đi chị. Mềm khớp háng, mình nâng này nó sẽ không được giãn, mình hạ mềm. Đúng rồi, gót chân duỗi mềm ra, chống mười đầu ngón tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hít thở đều và mềm đôi vai, giữ ở đây 3, 2, 1. Từ từ khép cằm thu về cổ, thở ra chúng ta duỗi hông, duỗi gối chân trái, đưa mông ra phía sau, nhấc bàn chân trái lên. Rồi từ từ tiến hai tay về phía thân người, rồi kéo gót chân trái về gần thân người, hạ mông về gót chân bên phải. Sau đó chúng ta mềm bàn tay kéo sâu, hạ mềm cùi chỏ xuống, khép cằm lại. Nhẹ nhàng xoay cằm qua trái, mềm đôi vai nào. Xoay cằm qua phải, quan sát vùng gáy cổ, hông lưng được giãn. Một lần nữa qua trái và qua phải. Thật chậm hít vào về giữa. Thở ra tiến hai tay về phía trước. Rồi tiếp tục nâng bàn chân trái, hạ mềm xuống, tiến hai tay về phía trước, tiến hạ chân trái về phía trước. Rồi hạ mềm khớp háng phải xuống, sao cho đầu gối trái thẳng hàng với cổ chân trái, duỗi cái ngực về phía trước, mềm cái vai xuống. Từ đây chống ức bàn chân phải lên, hít sâu, bạn có thể hạ mềm bàn tay. Thở ra nâng gối phải, duỗi căng hông, đạp căng gót chân phải ra phía sau. Chú ý đốt sống cổ thẳng hàng với đốt sống lưng. Thở hết ra chúng ta duỗi gối chân trái ra nào. Rồi mềm vai, thả lỏng cổ gáy. Tiếp tục đưa khí về đỉnh đầu. Nhẹ nhàng hít thật sâu. Thở ra mềm vai và trỏ tay mềm vai, lưng trên và cổ. Quan sát sự thư giãn. Khí huyết được lưu thông. Thật chậm hít vào duỗi hông, nâng cánh tay. Mắt nhìn về ngón chân cái bên trái. Thở ra tiếp tục mềm trỏ tay, khép cằm, thả lỏng đầu cổ. Rồi từ đây nhấn ức bàn chân phải thật chắc, hít sâu nhấn lực về bàn tay, rút chân trái, lướt chân trái, nâng lên. Thở ra nhẹ nhàng co gối trái lại, đẩy gối trái lên, hạ gót chân phải xuống nếu có thể. Gót chân phải hạ xuống. Rồi đưa gối trái lên, quan sát sự đảo chiều trong không gian, quan sát sự căng giãn. Từ đây hít vào, hạ bàn chân trái trở về thảm. Thở ra, chúng ta nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, quận mông hướng lên bầu trời. Một lần nữa hít sâu, kiễng hai gót chân, lướt chân trái, nâng lên. Thở ra co gối trái về giữa hai bàn tay. Hạ mềm bàn chân trái về giữa hai tay. Duỗi mềm mũi chân phải, hạ mềm khớp háng phải. Úp cái hông phải xuống, duỗi ngực về phía trước. Úp hông, tắt cái chân ra chị. Đúng rồi. Di chuyển cái chân sau ấy, chân sau của chị đang chếch ra ngoài quá. Đưa nó về giữa, đưa nó về giữa. Đúng rồi. Sau đó chống 10 đầu ngón tay, úp cái hông phải xuống. Hít vào, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai ngực, duỗi căng. Thở ra mình xoay cằm qua bên trái. Mắt liếc nhìn gót chân, quận nhẹ cái xương cụt xuống, rất tốt. Hít vào trở về giữa. Thở ra xoay cằm qua bên trái phải, mắt liếc nhìn gót chân, kiểm tra cái độ thẳng của bàn chân,
và bắp chân. Hít vào trở về giữa, thở ra mềm hai trỏ, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài hông lưng khép cằm lại, duỗi dài hai cánh tay, hạ mềm xuống thảm, hạ mềm chán mũi xuống thảm. Quan sát toàn bộ hông, lưng dưới và mông sâu cùng cơm căng mặc đùi chân phải, chân trái đang được giãn ra. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Chậm rãi hít vào, thu hai tay về gần gối, chống bàn tay. Nâng thân người lên, thở ra chống ức bàn chân phải. Rồi chúng ta nâng gối phải, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Chú ý tai luôn luôn để song song với hai cánh tay. Đưa ý thức về chân phải, hít thật sâu, lướt chân phải nâng lên. Thở ra bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Hạ mềm gối trái, trượt gối trái ra sau. Hạ khớp háng trái xuống, duỗi mềm mũi chân. Có thể chống 10 đầu ngón tay lên em. Rồi nhấn lực về 10 đầu ngón tay, hít vào duỗi căng lồng ngực, mắt nhìn về phía trước. Cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cơ gập hông chân trái. Chậm rãi thở ra khép cằm, thu về cổ, duỗi gối chân phải, đẩy hông ra phía sau, nhấc bàn chân phải, di chuyển hai tay ra phía sau. Tiếp tục kéo gót chân phải về gần thân, rồi sau đó hạ mông về gót chân trái. Thở hết ra khép cằm, thu về cổ, thả lỏng đầu, chú ý thả mềm vai giữ cân bằng. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào đẩy thân người về phía trước, di chuyển hai tay về phía trước. Rồi tiến chân phải về phía trước, đầu gối thẳng hàng với cổ chân. Thở ra mềm sâu khắp háng trái, duỗi ngực nâng cằm. Thật chậm, hít vào xoay cằm qua bên trái, mắt liếc nhìn gót chân trái, kiểm tra sự thẳng hàng. Thở ra xoay cằm qua bên phải, mắt liếc nhìn gót chân. Một lần nữa hít sâu, xoay cằm qua trái, trải dài biên độ. Từ từ thở ra xoay qua phải, mắt nhìn gót chân. Từ đây hít vào đưa cằm trở về giữa, hạ mềm bàn tay trở về thảm. Thở ra chống ức bàn chân trái, nâng gối trái. Bước chân phải của bạn lướt lên. Gập đầu gối phải, hít thật sâu, đẩy gối phải lên. Thở ra hạ gót chân trái xuống thảm. Khi chúng ta hạ gót chân, chúng ta đưa ý nhả vai, khí đưa về đầu, khí huyết được lưu thông. Hít vào một hơi thật sâu, đẩy gối lên. Thở ra co gối phải về giữa hai tay, chú ý về giữa hai tay. Hạ mềm gối phải xuống thảm, duỗi mềm. Đến đây nhé, mình để này, duỗi mềm cái hông, hạ được cái gối này, duỗi cái hông ra phía sau rất là giãn. Sau đó úp cái hông trái xuống, nhấc cái chân ra con này. Chân đừng để đè lên khớp hàng. Sau đó chống 10 đầu ngón tay, tiến hai tay về phía trước. Hít thật sâu, duỗi căng lồng ngực. Thở ra mềm, hai trỏ, duỗi dài thân người, gập sâu xuống thảm. Rồi từ đó chúng ta tiến hai tay về phía trước. Úp hông trái xuống. Đúng rồi, rất tốt. Nhí và vần rất tốt. Chị Hương hạ cái lưng giữa một tí xuống. Khép cằm lại. Quan sát toàn bộ mông sâu bên phải, cơ căng mặc đùi chân phải, toàn bộ các đốt sống vùng lưng, vai, cổ, gáy được kéo giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm. Hít vào từ từ thu hai tay về gần gối, chống bàn tay. Nâng thân người lên, thở ra chống ức bàn chân trái, từ từ nâng gối trái, nâng hông, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời. Thật chậm, hít vào kiễng cả hai gót chân lên, thở ra lướt chân trái lên, bước ra cạnh ngoài tay trái. Rồi chú ý đẩy căng gót chân phải về phía sau,
mắt nhìn về phía trước, khép cằm thu về cổ, nhẹ nhàng thả lỏng cổ qua trái và qua phải. Quan sát cơ cánh tay được làm chắc, quan sát sự giãn duỗi toàn bộ cơ thể, cổ gáy được thả lỏng, đỉnh đầu thả lỏng. Từ đây hít vào, duỗi thẳng cái đầu về phía trước, giao cho cái gáy nó thẳng hàng với lưng. Thở ra đẩy cái vai ra phía sau. Tốt, thở hết ra duỗi gối chân trái, cuộn xương cột lên. Thả lỏng đỉnh đầu, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, không cần ép thân về gối với đùi đâu. 3, cứ duỗi ra thôi. 2, 1, hít dầu thu chân trái trở về cùng chân phải. Thở ra, cuộn xương cụt hướng lên bầu trời, giãn sâu. Cảm nhận mặt trong thân người được giãn, mặt ngoài thân người được giãn sâu hơn. Đưa ý thức về chân phải, hít dầu lướt chân phải, nâng lên. Thở ra, bước chân phải về cạnh ngoài tay phải. Đạp căng gót chân trái ra phía sau. Thở hết ra, duỗi gối chân phải, khép cằm lại. Đạp gót chân trái ra, mềm vai xuống. Thả lỏng cổ và đầu, duỗi cái ngực ra. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thật chậm, hít vào thu chân phải trở về cùng chân trái. Thở ra hạ mềm hai gối xuống thảm, tách rộng hai gối sang hai bên. Duỗi mềm hai mũi chân, kéo mông về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống. Hạ mềm chán mũi hướng xuống thảm. Từ đây, duỗi ngực về phía trước, hai tay chắp lại. Mềm sâu vai xuống. Hít vào, chúng ta nâng bàn tay lên. Thở ra, đưa hai tay ra phía sau gáy, ngón cái hướng về đốt sống vùng cổ, các ngón tay hướng về đốt sống vùng lưng dưới. Có thể nhấc trỏ và hạ mềm xuống để điều chỉnh sự căng phía sau cánh tay. Quan sát vùng đầu và cổ, thả mềm các cơ xung quanh. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 3, 2, 1. Từ từ tách hai tay vào, hạ hai tay trở về thảm. Thở ra, tách rộng hai trỏ, áp má phải xuống thảm. Rồi đưa hai tay vòng qua hai gối, ngửa hai bàn tay, mềm hai đầu vai xuống thảm. Mềm hai đầu vai xuống, đúng rồi. Áp má xuống, Chiến, hạ đầu vai này, hạ tay này. Chiến ơi, tay hạ hẳn xuống, không nó lên, nó không lên đùi đâu. Đúng rồi, tốt rồi. Đúng rồi. Từ từ đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cột sống, vùng lưng, vai, cổ, gáy và vùng đầu. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, chúng ta chống bàn tay và đổi cái mang tay. Hạ mang tay còn lại xuống. Tiếp tục hạ hai tay xuống. Hạ mềm đầu vai, ngửa bàn tay. Chìm sâu đầu vai xuống. Duỗi dài cái lưng ra. Duỗi cái hông ra. Chậm rãi, hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Từ từ thả lỏng. Hai tay đặt trên hai gối, xe rộng bàn tay. Hít vào, nâng thân người trở lại. Thở ra, xoay người, hạ lưng trở về thảm. Hai tay buông xuôi theo thân, co hai gối lại, khép cằm thu về cổ, duỗi dài cổ gáy, thả lỏng đỉnh đầu, nhấc vai trên, duỗi dài và hạ xuống thảm, nhấc lưng dưới, duỗi dài và hạ xuống,
đưa hai gót chân về gần mông trong sự thoải mái nhất. Các ngón tay tách rộng, trải dài lòng bàn tay xuống thảm. Từ ý thức về vùng xương cụt, hít thật sâu cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Hít cằm thu về cổ, thở ra kéo xương mu về phía xương ức, duỗi dài gáy cổ. Quan sát, sự giãn duỗi, thả lỏng toàn bộ vùng da đầu. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ. Tách hai chân mở rộng sang hai mép thảm. Trải dài lòng bàn chân, nhấc nhẹ hai đầu vai, hạ mềm xuống thảm. Tiếp tục, hít thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, rồi siết nhẹ hai đùi, quan sát các đốt sống vùng cổ, gáy đang được tác động, toàn bộ vùng đầu, phía sau đầu, trên đầu, thư giãn, thoải mái. Nhẹ nhàng đưa hai tay đan vào nhau, hít sâu duỗi thẳng cánh tay, thở ra nhấc vai trái lách vào trong, nhấc vai phải lách vào trong, duỗi thẳng gáy cổ, hít thở đều bạn giữ ở đây, kéo đáy chậu lên. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, thở ra bạn hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, nhấc vai lên duỗi dài và hạ về thảm. Từ đây duỗi gối chân trái ra, dựng cổ chân trái lên, hít vào co gối phải, hai tay đan vào nhau, thở ra kéo gối phải hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Thở hết ra, bạn bước chân phải qua bên trái, tách tay, tay trái đặt lên gối phải, xoay người qua bên trái, xoay cằm hướng vai phải, nâng nhẹ cái hông lên, đưa ra phía sau. Thật chậm, hít vào một hơi thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống vùng lưng dưới, lưng giữa. Từ từ thở ra thật chậm, nhả mềm các cơ, xả hết những thán khí ra bên ngoài. Một hơi thở nữa, hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào một hơi thật sâu, bạn thu chân phải trở về thảm, duỗi gối chân phải, thở ra co gối trái hướng về ngực, hai tay đan vào nhau, dựng cổ chân phải lên nào, khép cằm thu về cổ, thở hết ra kéo gối trái hướng về ngực, quận xương cụt hướng xuống thảm, quan sát sự giãn duỗi toàn bộ các đốt sống lưng vai cổ. Thật chậm tách hai tay, đặt tay phải qua gối trái, hít vào xoay người và chân trái sang bên phải, thở ra nâng hông đưa ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái, ngửa lòng bàn tay trái lên, mềm đầu vai trái xuống. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng cột sống, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Từ từ hít vào, thu chân trái trở về thảm. Thở ra duỗi gối hai chân, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Rồi, hai tay bạn đặt qua hai thái dương,
áp cườm tay gần cổ tay về hai thái dương, mở hai vai sang hai bên, mở hai trỏ sang hai bên. Thả mềm hông lưng, chúng ta xoay, đưa cái cườm tay đặt vào nào, xoay thái dương 1, 2, 3, 4, 5, và xoay ngược lại, 5 thả lỏng, 4, 3, 2, 1, tiếp tục đan tay vào nhau, hít sâu duỗi thẳng cánh tay, cao qua đầu, thở ra, mềm vai và bả vai xuống, hạ mềm hai trỏ tay xuống, từ từ xoay cằm qua bên trái, qua bên phải, cho khi má chạm thì cái cánh tay, tiếp tục qua trái, qua phải, hai lần nữa, qua trái, qua phải, một lần nữa, qua trái, qua phải, trở về giữa, hít vào tách hai tay, thở ra, buông lỏng hai tay xuôi theo thân, chếch một góc 45 độ, nhấc nhẹ đôi vai lên, từ từ hạ mềm xuống thảm, nhấc đầu lên, duỗi dài cổ, hạ mềm xuống thảm, khép cằm thu về cổ, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm, tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Quan sát và thả lỏng toàn bộ bàn chân, các ngón chân, cổ chân, mu bàn chân, hai bắp chân, khớp gối, hai bên đùi, khớp háng, toàn bộ vùng khung chậu đang được thả lỏng và thư giãn. Cảm nhận sâu hơn sự thư giãn này lan tỏa từ hai đùi, trải sâu vào trong vùng khung chậu, khớp háng, vùng bụng, vùng ngực, và cảm nhận thật sâu khi sự thư giãn lan tỏa vào các cơ quan nội tạng bên trong. Tiếp tục quan sát sự trải dài của các đốt sống vùng lưng, các dải cơ vùng lưng, hông. Sự trải dài này lan tỏa lên vùng cổ, gáy, tràn xuống hai vai, hai cánh tay, cẳng tay, cổ tay và từng đầu ngón tay. Thank you.
Sau khi cảm nhận toàn thân được thả lỏng, bây giờ hãy chú ý về vùng đầu, toàn bộ phần da đầu, rồi toàn bộ vùng tóc. Trải dài sự thả lỏng này lên đỉnh đầu, tràn xuống vùng trán và toàn bộ khuôn mặt. Quan sát sự thả lỏng này và ghi nhận cảm giác thả lỏng từ toàn bộ đỉnh đầu, vùng chân tóc. Bạn có thể tháo tóc để thư giãn toàn bộ vùng da đầu, thư giãn toàn bộ vùng đỉnh đầu. Có thể tháo tóc để thư giãn và thả lỏng. Cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái, 3 vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, dùng 10 đầu ngón tay, chúng ta hút ngược từ trán lên giữa đỉnh đầu, rồi sang hai mang tai lên giữa đỉnh đầu, rời ra phía sau tai lên giữa đỉnh đầu, tiếp tục lại lên mang tai lên giữa đỉnh đầu, tiếp tục. Tiếp tục. Ra sau gáy, hồi hai tay ngón trỏ và ngón cái nắm lấy vành tai, kéo sang hai bên. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta nắn bóp vành tai từ đầu vành tai đến cuối dái tai và ngược lại. Rồi từ đây chúng ta hạ tay trở về thảm, co hai gối lại, nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Chú ý, hai tay đưa sang ngang, khép hai trỏ về giữa. Hít vào mở bung lồng ngực sang hai bên. Thở ra chìm sâu hai trỏ về hai bên mạn sườn, cuộn xương cột xuống thẳng cổ mềm vai. Tha lòng cổ, thẳng cổ mềm vai. Hít vào hai tay hướng về phía trước, nắm hờ bàn tay. Thở ra tách hai tay, mở hai sang hai bên, kéo mềm trỏ tay mềm sâu vai xuống, thẳng cổ. Hai lần nữa hít vào trở về giữa, khép hai trỏ tay. Thở ra mở tay, khép trỏ hướng về mạn sườn, thẳng lưng, thẳng cổ, cuộn xương cụt. Chìm vai. Một lần nữa hít vào, đưa hai tay về phía trước. Từ từ tách hai tay, thở ra. Kéo sâu trỏ tay xuống, cuộn xương cụt mềm vai, thẳng cổ. Rồi từ đây, chúng ta đặt 10 đầu ngón tay lên hai đầu vai, tách nhẹ trỏ tay, lắc người qua trái và qua phải. Thư giãn, tha lỏng. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ trở về giữa, hai tay chắp lại trước ngực. Từ từ xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên họng. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Rồi lòng bàn tay nóng thêm chút nữa. Hồi đặt vào giữa trán, miết ngược sang hai mặt bên thái dương. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Nóng hơn nữa nào, thật nóng lên. Rồi hai lòng bàn tay áp vào vùng mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này
đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay, hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hướng tay về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi, cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.